cần tự nghiệp đáng, đáng sợ. Có một nữ cư sĩ thọ Bồ Tát giới là bà Is, trì trai hơn 30 năm. Nửa đời sau của bà toàn là ăn chay lễ Phật. Sau khi bà qua đời, người nhà đến chùa mời sư nhân ba thiết tụng kinh hồi hướng công đức cho bà. Đương nhiên, ngài rất vui vẻ nhận lời. Tối đó, sư nhân ba thiết bỗng thấy một cảnh tượng rất lạ. Có một con heo nái, đẻ mười mấy heo con, Lông toàn màu trắng Trong số đó có duy nhất một con heo Giữa lưng có một khoanh đen Dù thấy vậy Nhưng Nhân Ba Thiết không để ý lắm Hôm sau Người nhà bà Ít lại đến bái kiến Nhân Ba Thiết thưa rằng Mẹ con ăn chay đã nhiều năm Đã thọ Bồ Tát giới Tâm là rất tốt Vậy sau khi bà mất rồi Sẽ sinh về đâu Chẳng biết có về khỏi cực lạc của Phật A-di-đà không thưa thầy Sư Như Bà Thiết đáp. Để tối nay, ta xem cảnh mộng ra sao đã. Đêm hôm qua, ta cũng thấy y hệt hôm trước. Con heo đó, ở trong cái chuồng xây gạch nơi là ngư ôn gần đây, ta thấy rất rõ ràng. Ngày thứ ba, anh con trai bà X đến hỏi thăm, nhưng bà Thiết không tiện nói rõ, chỉ hỏi. Mẹ ngươi trước khi mất, có điểm gì không? Dạ không, Lúc gần đi thì bà hôn mê Không có trối trăng gì Nhưng bà thiết nói Như vậy thì không tốt lắm Rồi sư nghĩ thầm Thông thường đệ tử Phật tu Tinh tấn luôn có dự liệu Hiểu biết sáng suốt Một người cả đời ăn chay như bà ít Tâm tính tốt Ưa giúp người Lại xuyên cúng dường chùa Giây phút qua đời là vì sao lại có thể đầu thai làm súc sinh chứ lý nào như vậy sư nhân bà thí không tiện nói gì với con trai bà ít chỉ căn dặn anh hãy quay về điều tra hỏi thăm cả nhà xem mẹ anh có nói gì trước khi mất không bởi vì trước lúc mất bà vẫn có thời gian tỉnh chắc chắn đã nó từng nói ra từng nhắc đến cái điều gì đó chẳng hạn như những gì bà mong muốn thực hiện mà chưa làm được nên cứ ôm ấp mãi trong lòng anh hãy về nhà và hỏi thử xem Anh con trai vâng lời về nhà điều tra Mới biết Buổi tối trước khi mất ba ngày Vợ anh đến chăm sóc bà Nghe bà cứ nói mãi Đem con heo đó làm thịt đi Nhanh lên Đem con heo đó làm thịt đi Nhanh lên Bà cứ nói tới nói lui như vậy hoài Sau đó Mới mất Nghe quyến thuộc kể lại Sư Nhân Bà Thí nói Như vậy thì rõ rồi Ta có thể xác định Bà ấy hôm nay rơi vào cảnh giới này Hoàn toàn là do lòng Cơm giữ mãi tà niệm Thế là Sư Nhân Bà Thí Bảo thân quyến bà Ít. Cách nhà các ngươi Khá xa có một ngôi làng tên Ngư Ôn Có một gia đình nuôi heo Tại đó có một con heo nái Vừa mới sinh được một lứa heo Khoảng mười mấy con các người tới đó Và sẽ thấy một con heo rất đặc biệt Và khác hẳn Hãy mau mua nó về Và ta sẽ quy y cho nó Ông chưa dám nói thẳng ra đó Chính là hậu thân của mẹ họ Bọn họ đi tìm ba ngày Thì đến gương ôn Và gặp heo con Màu lông y như sư nhân ba thiết mô tả Kỳ lạ hơn nữa Là heo con vừa nhìn thấy họ Thì chạy tới tỏ vẻ mừng rỡ thân thiện Thấy thái độ con heo Thân quý bà X không ai bảo ai đều từ hiểu và thầm đoán đây chắc là mẹ mình dù không nói ra nhưng họ rất buồn họ nhanh chóng mua con heo đem về chùa thỉnh dân ba thiết quy y cho nó quy y xong các con bà bàn bạc bà muốn đem nó về nuôi dân ba thiết bảo không được đã quy y rồi cần phải đem nó đến thăm sơn phóng sinh các quyến thuộc đều lo sau khi phóng sinh nó sẽ bị các loài thú hung dữ khác ăn thịt. Nhân Ba Thiết nói, Không lẽ các ngươi muốn nó ở trong xúc đạo hoài hay sao? Người nhà đèn đem nó đi phóng sinh, phóng sinh rồi chẳng mấy chốc thì nó chết, heo bớt xong thì sinh vào cõi người. Nhân Ba Thiết nói, Đây là một bài học cho các ngươi cảnh giác. Mặc dù có đời niệm Phật ăn chay, nhưng nếu cứ nói lời tà kiến, ôm mãi tâm bất chính không buông, thì cực kỳ nguy hiểm cho phút giây cận tự nghiệp, và bản thân sẽ phải đền trả cho ác niệm của mình. Tà niệm có thể khiến đương sự bị quả báo dội ngược. Khởi niệm muốn hại người hay giật cho thế nào, thì bản thân sẽ bị hại trước tiên. Vì sao mẹ các cư trước khi chết, cứ đòi đem heo đi giết? Bởi trong tâm bà cứ ôm mãi một điều, mong rằng lúc cháu trai trưởng kết hôn, bà sẽ làm y theo tập tục của người dân Đài Loan, là giết heo mổ dê, tổ chức tiệc cưới linh đình. Đây chính là tâm nguyện mà bà luôn ôm ấp, đeo mang và muốn thực hiện cho hôn lễ của cháu nội. Do nguyện vọng này vẫn chưa thực hiện được, vì cháu nội chưa kết hôn Và bà đã chết, cho nên ý ta còn lưu trong lòng mãi. Vì vậy mà khi lúc hấp hối, ý tưởng nào trong đầu mạnh nhất sẽ dẫn bà đi thọ sinh vào cảnh tương ứng với tâm. Khi gần chết, lòng bà toàn sát đệm. Bà không hề tha thiết niệm Phật A-di-đà mong ngày tiếp dẫn. Trong đầu toàn là tâm háo sát khao khát muốn giết heo niệm này ôm ấp đến chín mùi ta niệm này đã ác hết công đức và thiện niệm cả đời của bà dẫn đến kết quả bà phải đầu thai làm heo và phải trả báo cho ý niệm háo sát của mình rồi sư nhân ba thiết kết luận một đời niệm phật ăn chay vô không buông tà kiến mà bị đọa Cần tư nghiệp rất đáng sợ các cư phải cẩn thận cảnh giác Nàng dâu bất hạnh Năm 1965, tôi 18 tuổi, tham gia đoàn thanh niên, đến trú đóng ở khu vực Hoàng Dương, Mông Cổ. Trong thôn làng gần đội chúng tôi, có gia đình họ Phạm. Họ Phạm có một trưởng nam và một gái út Phạm công tử lấy vợ người thiểm Tây. Cô này tên gì tôi cũng không nhớ rõ, vốn một cô cha mẹ. Trước đây ở với vợ chồng người Anh, tính tình hiền, rất đảm đang ngay thẳng. Vợ chồng Phạm Lan tình cảm rất kháng kích, nhưng do kết hôn lâu rồi mà không có con, nên nàng dâu bị của em chồng chưa xuất giá, hợp cùng bà mẹ chồng cư xử rất tệ. Họ hay chỉ mèo mắng chó, nói bóng nói gió, buồn lời cây độc mỹ mai, ngụ ý, nhà mình vô phước rất nhầm cái thứ không biết đẻ. Họ thường ngược đãi hành hạ nàng dâu, cho ăn toàn đồ thừa Tết đến cũng không cho may y phục mới, nhưng cô dâu này hiền lành chất phát, chưa từng cãi lại. Cô nhẫn chịu rất giỏi mọi hành hạ cây độc. Mấy năm sau, cô em chồng sắp xuất giá, bà mẹ chồng cay nghiệt bảo nàng dâu. Mày là cái thứ xui xẻo, cấm không được tham dự hôn lễ con gái tao. Bà chi chiết lăng nhục mãi, khiến nàng dâu rất buồn tuổi. Cuối cùng hết chịu nổi, nàng phận uất uống thuốc độc tự vẫn rồi từ trong phòng mình bò ra ngoài, đến trước cửa phòng mẹ chồng thì tắt hơi. Mẹ chồng nàng thế dậy sợ quá, vội đi tìm một bà phù thủy nhờ trấn ếm dùm. Mụ đồng nói nàng dâu này là hãng tiểu nhân, nhập điểm xong thì phải dùng đinh sắt to, dài, đóng vào tay chân nàng ta, và lấy đá nhét vào miệng, đè lên ngực, để trấn yểm khiến nàng vĩnh viễn không thể ngốc dậy quay về. Nếu không, toàn gia sẽ bị quấy rối. Ba mẹ chồng liền đi đặt thợ rèn làm nhiều đinh sắt thật to, dài, rồi cho đóng vào thi thể nàng dâu. Sau đó lấy đá nhét vào miệng và đè lên ngực nàng, rồi đem thầy vùi xuống đất. Khi vợ chồng anh nàng đến thăm, tra hỏi vì sao em gái mình chết. Nhà họ Phạm giải thích vòng vo, không ngớt miệt thị nàng dâu là hạng gái hư hèn. Vợ chồng anh nàng do học ít cũng không hiểu biết chi nhiều nên đành cam chịu. Nhà họ phạm bồi thường cho họ chút tiền Rồi đuổi về Tục ngữ có câu Lộ kiến bất bình đại gia đạp Tức giữa đường gặp chuyện bất bình Người chung quanh cùng hợp sức ra tay Người lân cận chung quanh Sau khi biết chuyện Liền tìm tới phạm gia đề nghị Nhất định phải cho người chết Một đáp án ổn thỏa Không thể để nàng ra đi bất minh Oan khuất như thế Phạm gia túng lý đành để láng giềng đem chồng người chết tới bệnh viện lớn khám. Kết quả, anh chồng này bị chứng không có tinh trùng, do vậy mà không thể có con, xem như nàng dâu bị bắn oan, chết thảm, hoàn toàn không rõ cớ sự này. Mấy ngày sau, bà gia và bố chồng đột nhiên đồng bị bán thân bất toại. Ông liệt bên tả, bà liệt bên hữu. Còn lão thợ rèn kia, đêm nào cũng không ngủ được, lão than với mọi người, tối nào cũng có một nữ nhân xõa tóc đứng nơi nhà tôi khua rập chén bát um sùm lão biết là do mình ngu si góp phần làm việc thất đức đáng xấu hổ với lương tâm bèn lui về quê ở hồ nam không bao lâu chị nghe tin lão lên núi đốn cây bị té chết cô em chồng tên kim trước đây thân thể cường tráng ăn rất khỏe một hôm đột nhiên bỏ ăn uống đi khám bác sĩ thì mới hay mình bị ung bướu thời kỳ cuối mấy ngày sau thì lăn ra chết cô con gái chết rồi hai ông bà gia bán thân bất toại sau đó như một chuyến về thăm quê ba mẹ giữa đường họ bị xe tông chết người chồng của nàng dâu bất hạnh sau khi hiểu rõ mọi nguồn cơn tạo thành bi kịch hôm nay anh hối hận vì mình không đi kiểm tra sớm thế là anh ra trước mộ vợ khóc lóc nói lời xin lỗi cho đào thay nàng lên gỡ hết đinh và đá ra thay y phục mới cho nàng. Sau này nhà họ phạm chỉ còn duy nhất một mình anh. Phần bà phù thủy thế nào thì tôi không rõ, do nhà láng diện này ở gần đoàn nên tôi chỉ biết bấy nhiêu. Nhưng chắc chắn bà phù thủy sẽ nhận lãnh quả báo mà bà đáng phải nhận. Phải... Tham thì thăm Lời dẫn: có người sinh ra ở đời bất luận là người giàu sang hay nghèo hèn từ bậc lãnh tụ nguyên thủ quốc gia giàu có đội tiếng cho đến kẻ binh lính người buôn thúng bán bưng người không có đất cắm dùi đều có khuyết điểm và không thể nào tất cả mọi việc đều như ý muốn tất cả chúng sinh đều có lòng tham vừa sinh ra đã có đầy đủ lòng tham này tham không biết chán càng nhiều càng tốt đúng là lòng tham không đáy cổ đức có nói một bài thơ lưng vũ ngất ngưỡng con trời quyền cao danh hiển còn đòi thành tiên thạch sùng kho đụng đầy tiền biển xanh muốn biến ao điền thêm tươi tây thi diễm lệ rạng ngời xoay gương hiệp nổi trên đời kém sinh bành tổ tuổi thọ tám trăm muốn còn sống mãi nghìn năm chưa vừa cho nên có người có mà bằng lòng với những gì mình có lòng tham cũng có tham thiện tham ác tham chánh tham tà hoặc tham chánh đáng chỉ cần không trở ngại đạo đức và cuộc sống của chúng ta nhưng có người vừa thấy những thứ mình thích thì trong tâm thôi thúc phải tìm cho bằng được. Nếu tìm không được thì họ dùng mọi thủ đoạn bất kể phạm pháp luật phải có cho bằng được. Do đó, tất cả ác nghiệp cũng từ đây mà gây nên. Chúng tôi nói cách khác, tiết kiệm là một đức hạnh tốt của con người. Nếu người keo kiệt không chịu giúp đỡ người khác và bản thân mình cũng không dám ăn mặc thì trở thành kẻ nô lệ giữ tiền của Mặc dù tiền của làm cho con người sung sướng hạnh phúc, nhưng cũng khiến cho con người bị sa đọa và chuốc lấy đau khổ. Có người giàu nứt đố đổ chết mà còn dòm ngó của cả người khác. Có người nghĩ có tiền để ra tiền nên dùng cách cho dây nặng lãi. Có người lừa đảo trộm cắp của người khác. Có người muốn chiếm lấy của người khác làm của mình. Tóm lại, vì muốn có tiền của mà con người phải chịu nhiều đau khổ. Vì muốn có được nhiều của cải nên có người sống chi tiêu tiết kiệm mà được có người nhìn ăn nhìn mặt dành dụm từng đồng tiền cắt có người dùng thủ đoạn tinh vi lừa đảo mà có được có người tạo các ác nghiệp mà có được thế gian này không có chuyện không lao động cực nhọc mà có của cải do đó khi làm việc gì chúng ta phải nghĩ đến hậu quả của nó ngày xưa có một người ở vùng nông thôn tính tình chất phát thật thà thường ngày hắn sinh sống bằng nghề chăn dê nhờ hắn biết cách nuôi chăm sóc dê nên thời gian không lâu bầy dê sinh con đẻ cái rất đông hắn lại gặp thời ăn nên làm ra trở thành một người giàu nhất địa phương mặc dù hắn có rất nhiều tiền nhưng lòng già rất hẹp hòi keo kiệt bản thân không dám ăn mặc cũng không giúp đỡ cho người nghèo khổ cho nên mọi người gọi hắn là trùm sò keo kiệt một hôm có một tên lừa đảo gã chuyên đi lừa gạt rất nhiều người nên tìm cách tiếp cận tên chăn dê giả vờ thân thiện nói Này anh, chúng mình là bà con xa Nên chúng ta có tình cảm rất sâu đậm Hiện nay anh là người giàu có nổi tiếng Nhưng còn thiếu một điều quan trọng Tên chàng dê hỏi Tôi thiếu điều gì? Anh thiếu một người vợ trẻ xinh đẹp với đức hạnh Nghe tên lừa đảo nói như thế Hắn chợt thấy đúng thật Thường ngày hắn chỉ lo gây dựng sự nghiệp Nay cuộc sống đã sung túc không thể không có một người vợ để quán xuyến việc trong nhà và tương lai còn phải có con cái để nói giỏi tông được hắn bảo tên lừa đảo này anh không biết anh có cách gì giúp tôi cứ được cô vợ trẻ hiền thục thông minh không tên lừa đảo hớn hở nói tất nhiên là được rồi hôm nay tôi đến đây vì việc này anh có chắc tìm được cô gái như tôi đã nói không tôi tìm được rồi ở xóm dưới có một thiếu nữ rất xinh đẹp hiền thục đoan trang lại có đức hạnh tốt làm vợ anh rất thích hợp có thật không đương nhiên là thật rồi gã chăn dê nghe gã nói rất hài lòng vui mừng khôn xiết hỏi vậy hoàn tất việc hỏi cưới này chi phí khoảng bao nhiêu tên lừa đảo nói tất nhiên tiền càng nhiều thì khả năng thành công càng cao anh càng nổi tiếng xưa nay tên chăn dê là trùm sò keo kiệt nhưng lần này hắn hào phóng dung tay quá tráng đưa cho tên lừa đảo một số tiền rất lớn hắn hy vọng việc này tốt đẹp nhanh chóng trải qua vài ngày gã lừa đảo đến nói cô gái này đã đồng ý kết hôn với anh rồi nhưng anh phải chi thêm một số tiền để làm lễ đính hôn hắn lại đưa tiền cho gã để làm lễ hỏi vợ từ đó hắn cứ lân lân vui sướng bay bổng quên ăn bỏ ngủ lúc nào cũng nghĩ đến cô vợ trẻ xinh đẹp hiền thục vài ngày sau tên lừa đảo lại đến nói Lại đến hôn đã xong chuẩn bị lại kết hôn trước tiên phải mua căn nhà xinh xắn hắn lại đưa cho gã một số tiền trôi qua vài ngày gã lại đến đòi tiền để mua đồ trang trí nội thất hắn lại đưa tiền cho gã sau vài ngày nữa hắn lại đến bảo cô dâu muốn của hồi môn xin hắn cho một số tiền hắn lại giao tiền cho gã tên lừa đảo gạt được một số tiền khá lớn rồi chuồn mất gã chăn dê cứ mãi trong ngóng đợi chờ năm tháng trôi qua tài sản của hắn bị gã lừa đảo lấy sạch mà chẳng thấy cô dâu hắn mới hiểu rõ đạo làm người bài học đạo lý việc tốt thì keo kiệt lại đem tiền của gom góp khổ nhọc cả đời đưa sạch cho gã lừa đảo đây có phải là kẻ thông minh không tham của rẻ là bệnh rất nặng của loài người qua lại với bạn bè thì mong cho họ tặng quà cáp khách có tiệc mời thì mong có nhiều người mời ta. Công nhân tham lam lấy trộm vật liệu, làm việc qua loa, kẻ lừa lao động lại mong người trả tiền công nhiều, muốn nhiều người khác giúp đỡ ta, vân vân. Người sẵn lòng giúp đỡ người khác, nhưng không mong cầu họ đền đáp lại thì rất ít, phần đó mọi người thì muốn bỏ ít mà được nhiều. Do đó mà đưa đến sự tranh chấp lợi lộc, lừa đảo, gạt gẫm ngày càng đông. Những người nhận chút ân huệ của người thì sau đó phải trả lại nhiều hơn. Cho nên vô tình có người rơi vào dòng xoáy năm dục, tính toán, làm được lợi một chút, dần dần cũng hạ thấp nhân cách, trở thành kẻ thiểu nhân ở thế gian. Có người đến thế gian này là trả nghiệp. Đức Phật dạy, nghiệp không nặng, không sinh ta bà. Vì thế, làm người phải làm việc để trả mới tiêu nghiệp cũng có thể là trả nghiệp. Nhân cách đạo đức cũng sẽ từ từ nâng cao kẻ hám của rẻ dần dần xa ngã tốt hay xấu ở trong một niệm tương lai khổ hay vui lại khác nhau một trời một vực mỹ đình năm nay 30 tuổi công tác sinh hoạt gì cũng không thuận lợi mấy năm trước vì ham lợi nhuận nhiều cô từ bỏ công việc tốt đẹp sẵn có dốc hết tiền của dành dụm còn vay thêm 10 vạn đồng đổ cả vào một công ty kinh doanh tư nhân về đâu đây là một công ty lừa đảo. Mới đầu, họ dùng thuật nhữ dụ cho người đầu tư hưởng mấy vạn tiền lời trước thật ngọt. Rồi sau đó, cả giám đốc, nhân viên đều ôm tiền trốn biệt tâm. Vì vậy, Mỹ Đình không những mất hết tiền để dành mà còn thiếu nợ rất nhiều. Ngoài ra, năm năm trước, cô giao du với bạn trai cũng bị gạt lừa đến nỗi phải phá thai. Tình cảm tan rã, kết thúc trong chia tay. Đến nay, Mỹ Đình vẫn chưa tìm được tình Lan thích hợp. Thân khuyến bạn bè có nhiệt tình giới thiệu, thấy điều không thành. Một hôm, mẹ Mỹ Đình là Mỹ Linh, đột nhiên tìm đến tôi, vừa khóc, vừa kể. Quả Hồng, tôi biết chị đang viết cuốn báo ứng hiện đời xin hãy đem chuyện của tôi viết ra Tuổi tôi rất lớn con gái tôi hiện nay công việc không có thuận lợi hôn nhân chẳng toại ý gặp đủ chướng ngại xui xẻo tất cả đều tại tôi mà ra chính vì người mẹ này làm rất nhiều rất nhiều việc xấu mà con gái tôi mới bị liên lụy <laughs> tôi vội đưa khăn giấy cho bà lao nước mắt Mỹ Linh buồn nên không thiết sống nữa. Bà bắt đầu kể lễ sám hối những nỗi lầm bất thiện mình từng tạo trong quá khứ. Mỹ Linh xinh đẹp từ nhỏ, rất được cha mẹ cưng chiều, nâng niu như trứng mỏng. Gia đình giàu có phong lưu, nên muốn gì được đó. Nếp sống sung sướng, luôn được hưởng mọi ưu tiên, đã dưỡng thành thói quen xấu cho Mỹ Linh. Thời đi học, nàng không tôn trọng thầy cô, còn được trong lớp tôn sùng như nữ hoàng, ngay cả thầy cô cũng nể nang nàng đôi ba phần. Sau khi ra trường đi làm, mọi việc đều thuận lợi, mặc dù nàng đi làm xa nơi xí nghiệp mỏ ở Đại Tây Bắc, nhưng nữ cán bộ trong đây không phải chịu gian khổ gì. Mỹ Linh sống hết sức tự do tự tại. Hơn nữa, nàng luôn được hưởng mọi ưu tiên tính từ học vấn đến công việc. Khi viện nghiên cứu hay công ty chỉ tuyển có hai người, thì trong cảnh vạn người tranh nhau nộp đơn, Mỹ Linh luôn được tuyển đầu tiên. Trước 40 tuổi, có thể nói đó là thời hoàng kim may mắn mỹ mãn nhất của Mỹ Linh. Nhưng đây chỉ là phúc báo mà nàng được hưởng. Do khi quá khứ từng tích lũy. Nhưng hưởng phúc cũng chính là tiêu phúc vì mỹ linh không biết phật pháp không hiểu đạo nên trong thuận cảnh nàng càng mê bụi tạo tội ác đầy trời tại xí nghiệp mỹ linh công tác có rất đông nam dân do nàng có dung nhan mỹ miều xinh đẹp cho nên đã khiến cho biết bao nhiêu chàng theo đuổi say đắm nàng nổi bật trong đó như ánh trăng rực rỡ dưới gàn sao làm lu mờ mọi cô gái khác mới đầu nàng vốn là một cô gái rất thuần phát nhưng do có sắc có quyền có tiền cộng thêm tham dục trong lòng ngày càng bành trướng mỹ linh không cưỡng được hấp dẫn của kim tiền và danh lợi nên nàng đã lạc lầm đi càng lúc càng sai để đạt được mục đích nàng sẵn sàng quan hệ lên giường cùng với các nam lãnh đạo vừa có được công tác toại ý vừa có thu nhập tăng cao chính do sinh hoạt phóng túng này mà nàng đã phá thai tám lần chính những hành vi sai trái và ý tà này đã khiến cho phúc lành của nàng nhanh chóng cạn kiệt hết và ác báo được dịp trổ ngay hiện tiền đầu tiên là gia đình nàng không hòa thuận kết hôn xong thì giữa vợ chồng không ngừng xảy ra gây cãi, ấu đả. Chồng nàng, do thường phải nén giận, chịu đựng, nên đã trút hết bực bội phẫn uất và đứa con gái Mỹ Đình. Vì vậy, mà ngay từ nhỏ, Mỹ Đình hay bị cha đánh đòn, chưa từng được cha quan tâm, yêu thương, là do mẹ sống phóng túng, ảnh hưởng xấu lây đến con, khiến Mỹ Đình sau khi trưởng thành rồi, nàng giao du bạn trai không cẩn thận, bị lời ngon tiếng ngọt dụ lừa, đến nỗi phải mất thân, phá thai. Riêng Mỹ Linh, ác báo cũng bắt đầu trổ. Nàng vướng nhiều bệnh, bị viêm ruột thừa, phải mổ đến bốn lần, mà trị vẫn chưa xong, còn di chứng nghiêm trọng, gây thống khổ khó khăn. Chân nàng mắc bệnh gai xương, nếu đi không cẩn thận, là đau kịch liệt. Bệnh phụ khoa càng nặng đề hơn, mỗi lúc có chu kỳ, nàng bị hành đau đến ngất xỉu. Còn nữa, công tác bây giờ cũng không còn thuận lợi, vì thân mang đủ thứ bệnh, nên các lãnh đạo bắt đầu lánh xa bỉ linh. Bệnh hành hạ, khiến nàng phải nghỉ làm. Rồi nhân vì bệnh dây dưa, nàng phải ở nhà nghỉ ngơi, không có cách gì công tác được. Những quả báo này chỉ là hoa báo. Tương lai nàng còn phải xa vào ba cõi ác. Thọ vô lượng khổ, đúng như trong kinh địa tạng tả. Nếu có nam tử nữ nhân nào không hành thiện mà làm ác, cho đến chẳng tin nhân quả, phạm tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, hủy bán kinh Phật, những người tạo nghiệp như thế, tức phải đọa ác đạo. Mỹ Linh vừa khóc đau khổ, vừa sám hối kể lại đổi mình Hiện nay sau khi học Phật rồi, nàng biết tất cả thống khổ kia là do mình tự làm tự chịu. Trồng nhân ác thì gặt quả ác, báo ứng nhân quả như bóng theo hình. Bây giờ, hàng ngày Mỹ Linh ở trước Phật, thành tâm sám hối những tội ngu si bê mùi của mình do ham lợi dục mà tạo lắm tội ác. Mỗi ngày Mỹ Linh đều quỳ tụng kinh địa tạng, xiên bái sám cầu Phật lực gia trì cho gia đình nàng sớm chuyển biến tệ trạng. Đồng thời, nàng muốn dùng kinh nghiệm bản thân để cảnh báo mọi người. Thân người khó được, Phật pháp khó gặp, nhất định phải quý trọng, siêng năng học Phật, tích cực hành thiện, vì nếu hưởng hết phúc rồi, tai họa ắt đến. Tôi bảo Mỹ Linh nhưng quả ai làm nấy chịu, không thể do mình làm mà người khác phải gánh lấy. Sở dĩ việc cha mẹ có thể gây ảnh hưởng đến tiền đồ của con cái, hoặc người ta hay nói, tổ tiên tích đức để phúc cho con cháu, tổ tiên làm ác di họa cho tử tôn. Nếu giải thích theo Phật Pháp, thì đây là đồng nghiệp chiêu cảm, nghĩa là những cháu con nào có nghiệp tạo tương tự, sẽ đầu tha vào để trả báo chung theo đúng câu, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cho nên những bậc cha mẹ phải đem thân làm gương Lo hành thiện tích phúc Trên hiếu kính tiền bối Dưới giáo dưỡng con cái Niệm niệm không quên lời dạy của chư Phật Bồ Tát Và cao tăng đại đức Trong sinh hoạt phải sống chơn chánh Khi đó Mỹ Linh phát nguyện Đời này nhất định tinh tấn tu hành Làm ích lợi chúng sinh Quyết tu cho liễu sinh thoát tử Ra khỏi tam giới Giảng sinh cực lạc thành tựu phật quả hai tháng sau nghe nói mỹ linh đã tìm được công tác ổn định bệnh tật của mỹ linh cũng đã chuyển tốt không cần dùng thuốc nữa gia đình cũng dần hòa thuận tôi tin rằng dưới sự gia trì của phật lực cộng thêm quyết tâm sửa lỗi đổi mới bản thân mỹ linh và toàn gia tương lai nhất định sẽ càng tốt lành hạnh phúc ông hàng xóm hung dữ. Đây là chuyện tôi nghe bà nội kể, người trong cuộc hiện vẫn còn sống, hơn nữa đang cư ngụ tại cố hương Nam Đầu, ở cách vách nhà tôi. Nội dung câu chuyện là thế này. Ông hàng xóm kế nhà tôi có ba anh em, thấy điều tàn tật, một người điếc, một người câm, một người què. Thân phụ của họ hồi xưa cũng là láng giềng bà nội tôi, nghe nói tính ông nóng nảy ác độc, ưa hành hạ ngược đãi loài vật. Do ông sinh ba trai đều bị tàn tật cả, nên rất phẫn nộ bất bình, bán trời, trách đất. Vì quá thắc mắc, nên một ngày nọ, ông đi hỏi thần để tra cho rõ nguồn cơn, cuối cùng được đáp án thế này. Nguyên nhân là hồi xưa, lúc chưa kết hôn, nhà ông có nuôi một con heo nái đang mang thai, nó sổng chuồn chạy đi, vốn tính hung bạo, sẵn trên tay đang cầm con dao phản cỏ, ông liền vung lên, bổ vào con heo nái. Con heo kêu thất thanh thảm tiếc, ngã lan ra dãy đành đạch, phun máu mạng vông. Ổ heo con trong bụng, cũng tuôn máu đầm đìa, và chết luôn. Xem như một đau của ông, kết liễu tới mấy mạng. Do ông đã gieo gốc họa bắt nguồn từ đó, vì vậy mà ngày nay, sinh liên tiếp ba trai đều tàn tật. Đứa con bị điếc của ông, hiện giờ cũng là láng giềng ở quê tôi, sau này cũng sinh ra ba trai, thì đã có hai người bị lãng tai, ngẩn ngãn, chỉ còn duy nhất một người là bình thường. Riêng ông này biết ăn chay trường và rất siêng năng bái Phật. Nghe nói, phần hai anh em lãng tai kia, con cái họ sau này cũng bị ngũ quan thiến khuyết, tai chân tàn tật. Qua câu chuyện này có thể thấy, quả báo sát sinh rất đáng sợ. Theo lời bà nội tôi, câu chuyện nhân quả này là ngàn thật, buôn thật. Tạp chí Thanh Đức, số 44, 15 tháng 1 năm 1983, Tăng Chánh Huệ Giữa tôi và Bồ Tát Việc này xảy ra vào cuối năm 2003, lúc đó tôi làm hướng dẫn du lịch tại công ty tam á ở hải nam hàng ngày tôi phụ trách lái xe đưa rước khách chở họ tham quan đảo hay các thắng cảnh lúc đó tôi rất ưu tụng chú đại bi mỗi khi lái xe tôi thường mở đĩa tụng chú đại bi các du khách cũng rất thích nghe đặc biệt là những người già họ càng ưa dữ ngày ngày tôi mở nghe không biết chán đối với tôi mà nói chẳng cần học thuộc chi tôi nghe mãi đến Nguyễn dừ cũng thường lẩm nhẩm tụng theo nơi miệng đây có lẽ là thiền tăng nhiều kiếp có lần tôi đi du ngoạn phố cổ phượng hoàng ở hồ nam và ở chơi tại đây ba ngày sau đó chuẩn bị ra phi trường đáp máy bay về nhà sáng hôm đó khí trời không tốt mưa xối xả tôi bận lo thuê xe tài xế đồ giá ba trăm năm mươi đồng sau đó chúng tôi cùng đi ra phi trường. Dân Hồ Nam ai cũng biết, tuy cảnh ở đây có núi non xinh đẹp, nhưng nếu mưa lớn sẽ tạo thành chướng ngại tai ách cho lữ khách, nghĩa là lái xe mà gặp lúc trời mưa thì cực kỳ nguy hiểm, vì bùng đá trên núi chảy xuống sẽ gây sạt lở hoặc làm tắc nghẽn đường. Không những cản trở giao thông mà còn làm cho xe tan người mất tôi là khách viễn phương, nên đâu có rành gì chuyện ở đây. Hãy lên xe rồi, thì ngồi nhắm mắt lại, lòng không ngừng tụng chú Đại Bi. Tôi rất ưa tụng chú, không có bất kỳ mục đích chi, cũng chẳng để cầu chi, chỉ tụng theo thói quen, hãy rảnh là tụng vậy thôi. Cũng chẳng hề biết là tụng chú sẽ đem đến cho tôi điều gì hay hơn. Tóm lại, mang tâm tư hoan hỷ, tôi cứ tụng chú Đại Bi không ngừng cũng có thể nói là có lẽ chú đại đi đem đến cho tôi cảm giác bình an khoái lạc thế thôi từ phố cổ phượng hoàng đến phi trường đi mất ba tiếng khi xe rời phượng hoàng được bốn mươi phút thì xảy ra chuyện do đất cát trên núi bị mưa lớn tạo thành dòng chảy mạnh mẽ khiến đất đá rơi ào ạt xuống còn nhắm thẳng vào xe chúng tôi công phá khiến mặt trước và sau của xe đều mớp nát kính xe bị vỡ, xe hư hại nghiêm trọng, nhưng may mắn là tôi và tài xế bình an. Lúc đó trong lòng tôi hoàn toàn không có chút sợ hãi, còn nghĩ thầm, hôm nay số mình thật hơn, gặp đại nạn hiểm ác mà thoát khỏi, không bị mạng vong. Vài năm sau, nhờ nghiên cứu Phật Pháp mà tôi hiểu rõ, té ra không phải số tôi may, gặp đại nạn được thoát chết, mà chính nhờ Bồ Tát quan âm đã âm thầm gia hộ ngài biết bệnh tôi có nạn này và đã cứu sống chúng tôi vì trong chú đại bi từng giảng bồ tát quan thế âm phát đại nguyện cứu chúng sinh khi đó ngài từ sơ địa thăng lên thập địa ngàn mắt ngàn tai là biểu hiện cho lòng đại bi đại từ của bồ tát quan âm nhìn thấy chúng sinh ở đâu bị khổ nạn thì ngài đến đó trợ giúp trong kinh nói nếu ai chí thành tụng chú đại bi thì sẽ luôn được bồ tát quan âm gia hộ điều này là ngàn chân muôn thật tuyệt đối chẳng nên hoài nghi có lẽ bạn không tin và cho đó là tình cờ mà tôi được bình an vậy thì tôi xin kể một chuyện nữa để chứng minh là bồ tát có ngó đến tôi chuyện mới xảy ra gần đây con gái tôi thì lên cao trung tuy thành tích học tập thuộc loại trung bình nhưng nó rất chăm học và có chí, nó luôn ao ước mong được thi vào ngôi trường nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Vì chúng bạn Hiền lương phẩm hạnh cao, chim nương loan phượng cũng bay xa. Nếu gặp môi trường hoàn cảnh tốt thì việc học tập và phẩm hạnh sẽ được thăng hoa. Trước lúc thi, con gái tôi hướng giáo sư chủ nhiệm trình bày chí nguyện và điền tên ngôi trường nó muốn thi vào là trung học chuyên khoa Thượng Hải. Đây là một ngôi trường nổi danh, tiêu chuẩn tuyển sinh rất cao, rất khó thi vào. Giáo sư vừa xem qua, đã trợn mắt kinh ngạc. Ông dòm nó từ đầu tới chân, rồi bảo. <laughs> Chắc trò bị điên rồi, thành tích học tập bình thường như trò, không có vào nổi trường này đâu. Vì vậy, ông thẳng thừng từ chối. Nhưng con gái tôi không chịu thua, nó lại điền tên một trường khác, cũng ở trung tâm thành phố, nhưng tiêu chuẩn chiêu sinh cực kỳ khắc khe và khó hơn ngôi trường trước đó nữa. Trường này, hoàn cảnh học tập cực kỳ thượng đẳng, quy tụ nhiều giáo sư giỏi, phẩm hạnh tư cách rất cao. Đã có rất nhiều danh dân xuất sinh từ trường này, nhiều gia tộc tiến tâm lẫy lừng cũng cho con theo học trường này. Giáo sư chủ nhiệm thấy nó ghi như vậy, thì nghĩ là bệnh điên của nó đã hết thuốc chữa, bèn phán thôi được cho trò tội nguyện dù sao ta dám khẳng định là trò chẳng thi vào đây nổi đâu nhưng thôi cứ cho trò mơ mộng hảo quyền một chút vậy có tôi không cũng rác mà chịu nghe con tôi về nhà lòng rất không vui nó ức ức khóc kể với tôi ba ơi giáo sư chủ nhiệm khinh thường con ông cười nhạo khi thấy con ghi tên mình vào ngôi trường đó nhưng thật sự là con có cố gắng Con đã phấn đấu không ngừng mà Tôi vỗ về An ủi nó Con gái cưng à Cổ nhân thường nói Có chí thì nên Con có hoài bảo cao Thì chịu khó siêng năng học tập Ờ bà nghĩ nhất định sẽ được như ý nguyện mà đây gọi là đạo trời buộc đắp cho người có lòng. Bà hứa sẽ hỗ trợ vì con làm nhiều việc thiện, rờ, rộng tích âm đức để hồi hướng phúc lành đến cho con. Suốt thời gian con bé thi, tôi giữ đúng lời hứa. Thường ngày, cứ hai giờ sáng là tôi thức dậy tụng kinh niệm Phật. Nhưng mấy ngày này, tôi phải vì con bé cung kính tụng kinh Kim Cang, nguyện đem công đức này đặc biệt hồi hướng cho nó bởi Kinh Kim Cang là khai mở đài trí huệ. Tôi hy vọng con gái mình sẽ tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng phúc huệ, được Phật gia hộ. Vào khóa tụng tối, tôi chí thành tụng chú Đại Bi, nhất tâm nhất ý cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia trì cho con bé, khiến nó được toại nguyện. Một tuần trước khi có kết quả thi, tôi nằm mơ thấy Bồ Tát Quan Âm báo mộng, nếu con tôi thi được 597 điểm Sáng ra, tôi lập tức báo tin mừng này cho vợ và con hay, bọn họ chẳng ai chịu tin. Con gái tôi còn nói, Lần này thi đậu hay không, con chẳng dám nghĩ tới nữa. Vì môn văn con làm không đạt lắm, không đạt. Ngày xưa, có một gã nghèo sơ sát, hắn làm việc rất cần cù chăm chỉ, giúp đỡ mọi người làm việc nặng nhọc, nhưng họ trả tiền công cho hắn rất ít chỉ đủ cho hắn sống tạm qua ngày. Một hôm, hắn muốn sắm thêm cho mình một bộ quần áo, hắn cũng phải chi tiêu rất dè sẻn, ra sức làm việc, dành dụng một thời gian dài, hắn mới tạm đủ mua cho mình một bộ quần áo giải xấu. Bỗng một ngày, có một người bà con xa đến nói với hắn, Vì sao anh mặc y phục giải xấu thế này? Hắn đáp, y phục giải xấu có gì là không tốt, chỉ do tâm phân biệt giải xấu giải đẹp mà thôi anh không muốn mặc y phục đắt tiền và cuộc sống sung sướng sao tất nhiên là muốn rồi nhưng làm bằng cách nào số phận tôi như vậy anh có biện pháp gì không không anh là hậu duệ của hàng quý tộc chỉ cần anh chịu cầu thần thì thần sẽ ban cho anh cuộc sống sung sướng cầu bằng cách nào anh đem bộ y phục giải xấu này đốt đi chí thành cầu thần thì sẽ ban cho anh một bộ y phục đắt tiền xinh đẹp lại ban cho anh cuộc sống hạnh phúc thần sẽ ban cho anh toại nguyện cả nhà nghèo tuy cuộc sống túng thiếu nhưng không đến nỗi khó khăn lắm hắn bằng lòng cuộc sống hiện tại nhưng khi hắn nghe người bà con xa dụ dỗ liền hy vọng niềm tin mộng đẹp giàu sang vì thế hắn nhờ người bà con chủ trì nghi thức cầu thần đem đốt bộ y phục giải xấu và chí thành cầu nguyện cho dù hắn cầu lại sói đầu y phục giải đẹp vẫn không xuất hiện sau đó hắn hối hận nói tại sao ta lại ngu si như thế này đem đốt y phục của mình để cầu thần ban cho hạnh phúc và y phục đẹp nhưng lại mù mịt không biết thần ở đâu bài học đạo lý đây là câu chuyện thí dụ người nghèo khổ là chỉ cho hàng phàm phu chúng ta y phục giải xấu giống như cuộc sống cực khổ mặc dù y phục giải thô xấu nhưng gã nhà nghèo phải khổ công làm việc rất lâu mới sắm được nó hiện tại con người tuy khổ cực nhưng đời quá khứ cũng có tu các căn lành mới có thể được thân người nếu như chúng ta không nương vào thân này cố gắng tu pháp xuất thế thoát khỏi sinh tử mà tạo các ác nghiệp làm cho nhiều đời sau chịu đau khổ vô cùng rồi đến sinh tử luân hồi không dứt thì chẳng phải là kẻ ngu si hay sao đức phật dạy trồng nhân không chân thật thì gặp quả đều công tất cả mọi việc có nhân thì có quả nhân chánh thì kết quả chánh nhân tà thì quả tà cho nên khi chúng ta làm việc gì hay nói điều gì phải chú ý nhân chánh mới là đạo lý làm người thí dụ hàng ngày chúng ta làm việc có chánh đáng không lời nói có dối gạt, theo dệt, lừa đảo, vân dân. Do đó, chúng ta biết được quả báo tương lai như thế nào. Cho nên, mỗi việc ở thế gian có họa, có phúc, có khổ, có vui đều cho nhân quá khứ mà chiêu cảm quả báo hiện tại. Nói theo tín ngưỡng, chúng ta tin theo vị thần nào thì cảm ứng với vị thần đó, tương lai cùng loại với vị thần đó giống như chúng ta tin theo những vị thần như thần đá, thần cây, vân dân, thì tương lai phần đông cùng loại với vị thần này, hoặc làm thuộc hạ của thần, tuyệt đối không thể vượt hơn thần này. Chúng ta đốt hàng mã, tiền bạc cho quỷ thần, những thứ này con người không dùng được, vậy quỷ thần có dùng được không? Nếu dùng được thì quỷ thần này cũng là loài thấp hơn người, bằng không thì gạt mình, gạt quỷ thần tương lai cũng bị người kẹt lại, lúc đó làm kẻ câm nuốt hoàng liên. Vì thế, bất cứ việc gì chúng ta cũng phải dựa theo lý trí để phán đoán đúng sai, không thể ai nói sao nghe vậy. Người ta bảo sao chúng ta làm theo như vậy, chẳng những là mê tín mà còn cuồng dại ngơ ngơ. Chú út của bạn tôi, bạn bè đều biết tôi tin Phật, do chơi thân nên hãy có thắc mắc gì về Phật giáo đều hỏi tôi hoặc kể cho tôi nghe các việc xảy ra trong gia đình họ. Hôm nay tôi xin thuật một chuyện trong số các câu chuyện của bạn tôi. Hy vọng quý vị đọc xong sẽ tăng thêm vô hạn tính tâm tốt lành. Việc này xảy ra lúc tôi lên đại học. Hôm đó dùng trưa xong còn dư giờ. Tôi định đi tìm bạn bè trò chuyện thì đột nhiên gặp chị B. Chị vỗ vào vai tôi, hỏi Nghe nói bạn đọc Phật hả? Phải. Thế là chị B hướng thú, hỏi tôi mấy điều về Phật Pháp. Lúc đó tôi rất bất ngờ và cao hứng. Bất ngờ là vì chị B và tôi vốn không quen thân, quan hệ sinh viên trong trường chỉ ở mức ăn cơm với nhau vài lần. B biết tôi tin Phật, chỉ biểu lộ sự tôn trọng thôi. Còn cao hứng là vì B không phải tín đồ Phật giáo mà giờ đây lại tỏ vẻ thích thú muốn tìm hiểu. Khi đó, tôi hỏi B vì sao muốn tìm hiểu Phật giáo vậy? Không còn cho đây là mê tín phong kiến nữa hả? Thế là chị B kể cho tôi nghe câu chuyện có thực xảy ra cho chú của mình. Chú út của B là một người sống rất đạo đức, tính tình cao thượng, phẩm hạnh hiền lương, ông nghiêm trì ngũ giới, tinh tấn tu, bao năm như một ngày là một người được các bạn đạo hết mực tôn kính. Hồi trẻ chú ra nước ngoài làm việc, hoàng thiên chẳng phụ lòng người tốt. Cuối cùng chú thành công, có sự nghiệp vẻ vang. Khi chú Út trở nên giàu sang rồi, thì liền bảo lãnh song thân và vợ con ra nước ngoài sinh sống. Chưa bao giờ chú ý bình giàu mà xem thường bà con nghèo. Chú luôn luôn cư xử với mọi người hòa nhã, thân thiện, khiêm cung. Nhưng mà, một Phật tử thiện lương như chú, đột nhiên bị bệnh ung bướu, mà lại là thời kỳ cuối nữa chứ. Việc này giống như là bơm nổ trong nhà, khiến người thân của chú đều chấn động, không ai muốn tin. Một người tốt như chú là bị ác báo như thế à? Thậm chí có người bắt đầu hoài nghi Phật Pháp, trách ông trời không có mắt, vì sao thị nhân không được thiện báo? Nhưng chú Út của B vẫn thản nhiên, vì hiểu tất cả đều là nhân quả, nghiệp chướng đời trước ngay lúc bác sĩ tuyên bố bệnh của chú không còn chữa được nữa chẳng những chú rất bình tĩnh mà còn an ủi thân nhân bạn bè tuy là chú không nỡ bỏ mặt cha mẹ vợ con nhưng một khi vô thường đến mấy ai có thể trốn thoát được chú tu trì thời khóa bền bỉ mấy mươi năm như một ngày trọn bề hành thiện tích đức vậy mà bây giờ lại gặp phải ác báo này ai cũng trách trời già bất công. Nhưng chú thì không hề khởi tâm oán trách chi, còn nghĩ rằng cho dù mình có sắp chết thì cũng phải tận dụng thời gian còn lại mà sống cho tốt, nghĩa là cư xử với mọi người nghĩa tình hơn, ráng làm thiện thêm cho nhiều, rồi sau đó thì nhất tâm niệm Phật cầu vãng sinh. Bỗng một việc đặc biệt bất khả tư nghị phát sinh. Ngay lúc bê kể, Tôi nghe mà còn không dám tin, nhưng đây là chuyện có thật đã xảy ra. Hôm nọ, chú Út cùng gia đình đi siêu thị mua đồ. Trong lúc chú đang dạo tới lui trong siêu thị, thì tự dưng cảm thấy chóng mặt, hoa mắt và mơ hồ nhìn thấy một ông lão mặc y phục trắng đang tiến về phía chú. Ông cầm lên một quả trong hàng trái cây, bảo chú, Hãy ăn mau trái này nha, phải ăn ngay nha. Lúc chú Út há miệng định hỏi vì sao Thì ông lão đã biến mất Lập tức thần trí của chú tỉnh lại Ngạc nhiên hơn là thấy trái quả kia Đang nằm trong tay mình Chú Út nhìn quanh kiếm tìm Và vội hỏi người thân Có nhìn thấy ông lão mặc y phục trắng không? Mới thấy ông ta rõ ràng ở đây Mà giờ đâu mất tiêu rồi Cả nhà đều nhìn chú ngạc nhiên Cùng đáp là không thấy ai cả chỉ thấy chú cầm trái cây trên tay và tự lẩm bẩm một mình mà thôi. Sự việc này quả rất khó hiểu. Chú không nói chi nữa, vội chạy ra cổng siêu thị mua loại trái cây này, đem về nhà ăn. Lúc đó, chú cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nào ngờ, chứng ung bú thời kỳ cuối mà bệnh viện tuyên bố hết chữa được. Nhưng sau khi chú ăn loại trái quả bình thường, lai lịch bất minh kia rồi, thì tế bào ung bú hoàn toàn biến mất bệnh giờ vậy được lành việc này khoa học giải thích sao đây Sao việc lạ xảy ra đó toàn gia chú út bắt đầu tin phật vô cùng đồng hiểu là nhờ bồ tát u uẩn ngầm cứu mạng chú việc này gây xúc động sâu xa đến những người thân trong nước lẫn ngoài nước cũng giờ vậy mà tôi biết được chuyện và viết ra để chia sẻ cùng mọi người. Liên Hoa Tiểu Bính Công Chúa Thăng Hoa Nguyên tác Hán Văn Trần Thu Ngọc Đây là chuyện người thực, việc thực xảy ra tại Triều Tống nước tôi. Nhân vật chánh sau đó đã chuyển thế tái sanh tại Đài Loan. Mời bạn kiên nhẫn xem để hiểu thêm về báo ứng nhân quả. Triều Tống có một nàng công chúa tên Thăng Hoa, tính rất hiếu kỳ tuổi vừa đôi chính chưa kết hôn xinh đẹp vô song ngày nọ nàng ở tại cung điện chiêu hòa nghe phù vương và mẫu hậu nhắc đến tân khoa trạng nguyên mạnh đạt một thanh niên có tài văn chương thi phú hơn nữa còn chơi đàn rất giỏi sau đó hoàng đế mời tân khoa trạng nguyên nhập cung để đàn cho vương công quý tộc thưởng thức và ra lệnh triệu tập hoàng hậu quý phi công chúa các vương tử trong ba cung 72 viện đồng đến dưỡng sinh điện uống rượu nghe nhạc. Vua ra lệnh cho Mạnh Đạt khẩy đàn. Mạnh Đạt vừa đàn vừa hát, lời ca trầm ấm du dương. Mọi người nghe đều cảm động, cùng vỗ tay tán thưởng. Các quý phi và công chúa xôn xao bình phẩm về Mạnh Đạt. Riêng công chúa Thăng Hoa thấy Mạnh Đạt tài mạo song toàn, phong độ thanh cao, khôi ngô anh tuấn thì lòng rất ngưỡng mộ hôm nọ hoàng đế và hoàng hậu đang bàn hôn sự cho thăng hoa đúng lúc nàng đi tới hoàng đế liền nói con đến thật là đúng lúc chúng ta đang bàn về hôn sự của con con đã có ý trung nhân chưa công chúa thẹn thùng thưa dạ thưa phụ dương con chỉ mới vừa mười tám tuổi hãy còn nhỏ lắm phụ dương cần gì phải vội vàng hoàng hậu đứng bên cạnh vội bảo mười tám tuổi đâu còn nhỏ nhất gì hồi ta mười sáu tuổi đã vào trong cung hầu hoàng thượng tính đến nay đã hơn hai mươi năm <laughs> nam lớn cưới vợ gái lớn gả chồng nếu để lâu chỉ càng phát sinh rầu lo thêm tôi ngày sau con sẽ hối vì muộn màng đó công chúa bị hoàng hậu thúc ép đành nói hôm nay con thấy tân hoa trạng nguyên mạnh đạt tuổi trẻ tài cao rất có triển vọng xem ra cũng là bậc nhân tài chàng không những văn chương tuyệt luân lại đàn giỏi hát hay thật là đáng ngưỡng mộ hoàng đế và hoàng hậu thấy thăng hoa luôn biện khen mạnh đạt hiểu ngay là công chúa rất ưa chàng bèn âm thầm phái để tướng làm mai xe duyên cho hai người Hai ngày sau, đúng lúc Mạnh Đạt có việc vào cung thăm tể tướng. Ông bèn hỏi. Tân Khoa Trạng Nguyên tuổi trẻ tài cao, tính nết dung mạo để bất phạm. Chẳng biết đã có dở hay chưa. Mạnh Đạt thưa. Giáng sinh đã thành thân từ hơn bốn năm trước rồi. Tể tướng lắc đầu nói. Tiếc quá, tiếc quá. Hôm nay thiên tử thấy người khôi ngô anh Tuấn, tài mạo hơn người nên có ý muốn đem công chúa thăng hoa gả cho ngươi chẳng biết ý người như thế nào mạnh đạt vừa nghe qua hồi hợp thư ý ngài nói là bệ hạ muốn chọn tôi làm phò mã à đúng vậy ông trạng ơi ông hãy suy nghĩ cân nhắc thử coi nếu mà ông cưới công chúa và trở thành phò mã thì cả đời thao hưởng vinh hoa phú quý sống cả đời cũng không hết nữa ông trạng à Mạnh Đạt liền nghĩ tới gia cảnh nghèo nàn của mình. Ngay cả cái chuyện cơm ngày ba bữa cũng là mối lo lớn, cả đến món tiền lên kinh ứng thí, cũng do vợ chàng cắt tóc bán đi mới có được. Nếu như phải quay lại sống cảnh cơ hàng khổ sở như xưa, chàng thực sự không muốn chút nào. Huống chi, công chúa Thăng Hoa dung nhan thập vần kiều diễm, có được cơ hội vinh long tựa phụng như thế này, thì ai lại không muốn chi chứ? Thế là, chàng đồng ý. Không bao lâu, đám cưới mạnh đạt và công chúa diễn ra linh đình. Đêm tân hôn, giây phút mạnh đạt dở khăn tân đương ra, nhìn thấy công chúa xinh đẹp mỹ lệ, còn vẻ miệng cười duyên với chàng, mạnh đạt vô cùng đắc ý. Vì vừa đổ tân khoa trạng nguyên đã được tuyển ngay làm phò mã, thật là mười năm hàng vi không ai ngó, vừa mới thành danh được quý ngay. Mạnh Đạt đi thi một lần đó, đến nay đã ba năm không quay về. Chàng hoàn toàn quên hẳn quê nhà, có một người vợ cũ mòn mỏi gống trong. Nàng đã hy sinh, cắt phăng mái tóc đẹp bán cho chàng đi thi. Thật là, con người bạc tình phù dĩa, có mới quên cũ. Hôm nọ, Mỹ Loan, vợ cũ của Mạnh Đạt, nghe đồn là Mạnh Đạt hiện giờ đang làm quan nàng vui mừng khôn xiết vội đi vay hàng sớm hai lạng bạc để lên kinh đoàn tụ cùng chồng trên đường vĩ loan đã nếm đủ mùi gian nan vất vả cuối cùng cũng đến được kinh thành nhưng đến đây nàng nhận được tin trời giáng mạnh đạt giờ đã làm phò mã đang sống hạnh phúc với công chúa thăng hoa lòng nàng càng bi ai khi nghĩ đến cảnh mình bơ vơ ở chốn kinh thành chung quanh không có ai thân thích bị chồng phụ tình say duyên mới nàng đau khổ muốn khóc nhưng nước mắt không trào ra được sau đó nàng nghĩ đã đến kinh thành mai rủi gì cũng phải đánh liều thử đến gặp chồng xem sao nàng hỏi thăm và biết dinh thự phò mã ở phía tây ngoại thành bèn đi thẳng đến đó nhằm lúc mạnh đạt đi vắng nàng phải tới lui ngót ba lần mới tìm được mạnh đạt mạnh đạt vừa nhìn thấy nàng tỏ vẻ hết sức căng thẳng vội sắp xếp cho nàng ở nhờ một nhà dân gần đấy từ đó mạnh đạt thường giấu thăng hoa lén đến thăm vợ cũ ba tháng sau mỹ loan mang thai việc này không bao lâu cũng đồn đến tai công chúa thăng hoa đùng đùng nổi giận nhưng chẳng biết sự trí ra sao nàng đành đem việc này bàn với tỷ nữ thân tín là a kiều a kiều bảo phải lập tức ban tử ngay cho vợ cũ mạnh đạt để tránh đêm dài lắm mộng công chúa nghe bàn cảm thấy có lý lập tức lệnh cho a kiều đi tìm mỹ loan a kiều vội đi tìm thư đồng tâm phúc của mạnh đạt hỏi thăm tông tích vợ trước của chàng mới đầu thư đồng chẳng chịu nói a kiều liền tặng cho y mười lạng bạc thế là thư đồng tối mắt liền khai ra vợ trước mạnh đạt đang ngủ tại nhà Trương Tam, ở phía đông ngoại thành, cách đây không xa, tôi biết mà. A Kiều môi được tin này rất hài lòng, hí hửng, quay về tấu trình cho công chúa hay. Công chúa liền lệnh cho A Kiều, đi mời Mỹ Loan tới. Mỹ Loan đáng thương trước đây, sống tại làng quê cùng chồng, từng đếm qua tháng này hàng vi gian khổ nhưng vợ chồng họ rất khắng khích yêu thương vì mạnh đạt học cao có tài lại đàn giỏi, hát hay, nên dân làng hết sức mến mộ họ. Sau đó, vì Mạnh Đạt muốn thực hiện hoài bảo lý tưởng bình, bèn lên kinh ứng thí. Vừa thi, chàng đã đậu trạng nguyên. Nhưng bất hạnh thay, chàng lại lọt vào mắt xanh công chúa, được tuyển làm phò mã. Một lần đi thi, ba năm bạc tinh. Do vậy mà, Bỉ Loan phải lặng lội ngàn dặm tìm chồng. Sau khi Mạnh Đạt đã sắp nạn ngủ tại nhà người bạn thân họ Trương. Ngày nào, chàng cũng đến thăm Bỉ Loan. Bỉ Loan mang thai, mạnh đạt trong lòng rất vui. Thầm nghĩ chẳng mấy chốc nữa, mình sẽ được làm cha. Chàng hớn hở, đem chuyện này báo cho các bạn thân hay. Nào ngờ, do sự tình không giữ được bí mật, chuyện bị đồn lan đến tai thăng hoa. Nàng nổi thịnh độ và lệnh cho tiền nữ tâm phúc đi tìm Bỉ Loan tính sổ a kiều đến chỗ mỹ loan đúng lúc họ trương đi vắng chỉ có mỹ loan ở nhà nhìn thấy mỹ loan duyên dáng khả ái trắng da dài tóc tay chân mướt rượt trông rất nhàn nhã ung dung a kiều thầm nghĩ đúng là bộ dạng của kẻ được sủng ái tưng tiêu đây ả à xinh đẹp như vậy hèn chi mà phòng mã à mê mệt không thể nào quên được vợ yêu a kiều tức tối lắm nhưng cố vờ như không biết chuyện gì giả bộ nói xin hỏi mỹ loan có ở nhà không mỹ loan ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình là một cô gái mặc y phục sang trọng nhất định không phải là con nhà dân giả nhưng vì sao lại tìm mình Tùy thắc mắc song nàng vẫn đáp tôi là mỹ loan cô là ai tìm tôi có chuyện gì tôi là tỳ nữ của công chúa thông qua công chúa phái tôi đến mời cô vào hưởng dinh hoa phú quý cô hãy mau đi cùng tôi để đến chỗ phò mã không nên ngủ lâu ở cái chỗ nghèo hèn này. Mỹ Loan nghe nói vô cùng bừng rỡ, vô cùng với A Kiều lên xe ngựa, đi thẳng đến chỗ công chúa. Công chúa thấy Mỹ Loan tới, trong lòng rất mừng, thầm nghĩ, à ha, con Mỹ Loan đáng ghét này, để coi mình sẽ trị tội nó nè. Phần Mỹ Loan được đến dinh phò mã, thì thập phần sung sướng. Dinh phò mã rộng rãi, tráng lệ nguy nga, nàng thấy công chúa thăng hoa ngồi tiếp trên cao hai bên tỳ nữ đứng xếp hàng dài các gia nhân công chúa đang bận rộn vào ra công chúa tuy xinh đẹp vô song nhưng nàng đang ghen nên trông rất dữ và hết sức oai vệ khiến cho mỹ loan thầm sợ hãi một cảm giác không lành chợt nổi lên trong lòng nàng thăng hoa hỏi mỹ Loan, ngươi là mỹ loan người mà mạnh đạt cưới ở dưới quê đó hả Dân nữ chính là Mỹ Loan Người phối ngẫu của Mạnh Đạt Nhưng vì chàng lên kinh lâu quá không về Nên tôi phải lên kinh tìm Để cùng nhau xung họp Kính mong công chúa ban ân tác thành nguyện vọng của dân nữ Công chúa vừa nghe qua Nổi trận lôi đình Vừa đập bàn truyền lệnh Trong đây có 300 lạng bạc Để cho ngươi đi về quê Từ rày trở đi mi phải ân đoạn nghĩa tuyệt với Mạnh Đạt Cấm không cho mi tới lui cùng hắn nữa tôi không cần vàng bạc tôi chỉ cần chồng tôi mà thôi công chúa thấy dùng tiền bạc chẳng có hiệu quả nàng ngẫm nghĩ giờ chỉ còn nước giết mỹ loan để dứt trừ hậu hoạn như a kiều đã bày bèn quá con tiện nhân đáng ghét kia rượu mừng không uống Ngươi lại muốn uống rượu phạt hả ta có lòng tốt ban cho ngươi tiền ngươi lại không thèm lấy thật là khiến cho ta tức chết được lắm được lắm Quân đâu Dạ Hãy lôi con tiện tỳ lớn mật này Đem đi giết quách cho ta Đúng lệnh Mỹ Loan thấy công chúa cư xử như thế Thì quá tức Nên buộc miệng mắng Thằng qua mày thật là khả ố Đã giật chồng ta còn muốn giết ta để diệt khẩu Ta cho dù có thành quỷ dữ Cũng quyết tìm ngươi mà báo thù Nhưng gia đình công chúa Không đợi Mỹ Lan nói dứt câu Đã kéo nàng đi hạ sát rồi tiền tay chôn thay nơi đồng cỏ ngoài thành. Sau đó không lâu, lúc công chúa ra ngoài tản bộ, tình cờ nghe hai tỳ nữ thầm thì to nhỏ về chuyện nàng giết tình địch. Công chúa rất phiền bực, không biết làm sao cho êm chuyện. Lúc đó, nhũ mẫu nàng ở cạnh bên liền hiến kế. Công nương à, sao ông đem toàn bộ nô tỳ biết hết chuyện hôm nay giết hết đi, để tránh ngày sau phò má hay được sẽ rạng dở hạnh phúc vợ chồng đó công chúa nghe nhũ mẫu nó có lý bèn truyền lệnh gọi mười mấy nữ tỳ tới âm thầm ban án tử cho tất cả trong đây có nữ tỳ là a nga chị ruột của a dân hai chị em họ đồng làm nữ tỳ trong cung công chúa do tỷ muội tình thâm a dân nghe hung tên công chúa muốn giết chị mình vội chạy đến trước công chúa xin tha tội cho a nga a dân quỳ xuống trước công chúa vừa khóc vừa nói con gái công chúa con xin người xin người hãy bảo lòng từ đừng giết chị con con nguyện cả đời làm trâu làm ngựa con cưới xin công chúa đừng giết chị con con xin người tâm tư của thăng hoa đang rất bực bội nên không đếm xỉa gì tới lời thỉnh cầu của a dân nàng vứt tay ra hiệu cho cô thối đuôi. Nào dè, bên cạnh công chúa còn có một cái bàn giỏ. Bình hoa trên tay ngay lúc đó, bị tay nàng phẩy trúng, rơi xuống, và đập mạnh vào đầu A Dân. Chỉ thấy A Dân thét lên một tiếng thảm thương, máu tuôn đầy mặt. Công chúa nhìn thấy cả kinh. Vội kêu đại phu tới, dìu A Dân đi chữa trị. Nhưng máu chảy nhiều quá, mấy ngày sau thì A Dân chết. Phò Mã Mạnh Đạt đáng thương từ đầu tới cuối không hề biết các hành vi tàn dẫn của công chúa Thăng Hoa Kiều Diễm. Nàng đã khéo léo che đậy, bưng bít mọi chuyện. Mười mấy năm sau, công chúa Thăng Hoa chết. Mạnh Đạt cũng tiếp nối mạng vân. Cùng chuyển thế đầu thai tại Đài Loan Năm Dân Quốc 38, năm 1949, phòng mã mạnh đạt đầu thai vào gia đình họ ngu ở đại nam tên là dân hùng lên năm sáu tuổi thì dân hùng học đàn vô lông bởi vì kiếp trước vốn có sẵn tài đánh đàn cho nên đời này năng khiếu ấy còn tiềm ẩn nhạc sư chỉ cần dạy một thì dân hùng hiểu mười thêm nữa tiếng đàn của dân hùng hay vượt xa thầy âm thanh vô cùng mỹ diệu thật trùng hợp Thang Hoa lúc này cũng chuyển thế đầu thai vào một gia đình làm nông ở Cao Hùng, tên là Bỉ Lệ. Thời gian qua rất nhanh, chớp mắt đã hai mươi mấy năm, Mỹ Lệ đã khôn lớn và trở thành một cô gái thông minh khả ái. Còn dân hùng trong kiếp hiện tại này, học nhạc được mười mấy năm thì suốt ngoại du học. Chàng sang Âu Châu, bái danh sư học đàm chô lông. Sau khi thành tài về nước, nổi tiếng là một danh cầm không bao lâu thì chàng được thân hữu giới thiệu quen biết mỹ lệ đôi bên giao lưu suốt hai năm họ cảm thấy rất tâm đầu ý hợp tình cảm phát sinh ngày càng thân thiết thế là họ cưới nhau và dời đến đài bắc cư ngụ mái ấm của mỹ lệ và dân hùng cũng giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác mấy năm sau mỹ lệ quen biết nhiều bạn tốt được hướng dẫn của y tam bảo nàng trở thành một đệ tử thuần thành của Phật giáo. Suốt ngày giữ khẩu đức, ăn chay. Hơn nữa, nàng rất hay đến chùa tạo phúc, cúng dường. Sau khi hiểu sâu Pháp Phật, Mỹ Lệ luôn khuyên lơn chồng, mong chàng có thể quy y tam bảo. Nhưng dân hùng không nghe lời nàng khuyên, hàng ngày đắm chìm trong ngũ dục. Mỹ Lệ cảm thấy rất khổ tâm. Nàng thường ở trước Phật đường niệm Phật, cầu Bồ Tát Hiển Linh thức tỉnh chồng bình. Ngày nọ, bạn bè của Dân Hùng tặng cho chàng một con cua bự. Dân Hùng rất thích, thầm nghĩ tối nay sẽ có được một bữa ăn ngon. Mỹ Lệ thấy vậy, thầm than khổ, nàng thừa biết tính khí của chồng. Con cua bự này, tối nay nhất định sẽ nằm gọn trong bụng chàng. Thế là, nàng âm thầm cầu Bồ Tát quan Thế Âm cứu lấy con cua. Ba ngày trôi qua rất nhanh, bốn đêm nối nhau tràn đến mỹ lệ tránh né không làm con cua điềm duyên vào phòng chuẩn bị ngủ dân hùng bảo nàng em cứ đi ngủ trước đi để anh xuống nhà bếp nấu cua để tẩm bổ cho em mỹ lệ nghe trong lòng không vui tội cho con cua sắp bị chồng xơi thịt nàng âm thầm cầu nguyện bồ tát quan thế âm hiển linh cứu con vật đáng thương kia để chồng nàng không ăn nó dân hùng xuống nhà bếp bắt nước lên và bật lửa nấu nước chàng chuẩn bị bắt cua bỏ vào nước sôi trong lúc khẩn trương này thì kỳ tích bỗng dưng xuất hiện dân hùng ngạc nhiên nhìn con cua không biết vì sao nó cứ quay mòng mòng trong thùng thấy dân hùng thò tay định bắt thì nó vội đưa càng lên run rẩy tỏ vẻ rất sợ hãi dân hùng thấy vậy thì gây người ra ngó trong lòng bỗng lóe lên ý nghĩ sao mình ích kỷ quá vậy vì muốn ăn ngon sướng miệng một chút mà kết liễu những con cua đáng thương này hay <laughs> những con cua này tội nghiệp quá thế là chàng quyết định ngày mai trời sáng sẽ đem cua đi phóng sinh lúc này mỹ lệ trong phòng ngủ vạn phần nóng ruột vì không biết mạng sống con cua ra sao nên nàng cứ niệm danh hiệu bồ tát quan thế âm liên tục để cầu cho con cua niệm được mười mấy phút lòng vẫn không an nên nàng quyết định đi xuống nhà bếp tìm dân hùng vừa mới đi ra nàng đã gặp chồng ngay trước cửa phòng nàng hỏi dân hùng anh có ăn con cua đó không vậy dân hùng lắc đầu trả lời không anh không ăn nó đâu anh định sáng mai đem nó đi phóng sinh em xuống bếp mà xem con cua vẫn còn sống đó mỹ lệ nghe nói bán tính bán nghi thầm nghĩ đây là chuyện không thể, chồng nàng đôn nóng muốn có một món ăn ngon, còn cua kia làm sao mà thoát được? Hồi nãy chàng cứ khăn khăn đòi làm thịt cua mà, sao bây giờ lại muốn phóng sinh nó? Mỹ lệ thắc mắc vô cùng, vừa nghĩ, nàng vừa đi vào nhà bếp xem, thì thấy đúng là con cua vẫn còn nằm trong thùng. Mỹ lệ đi vào phòng ngủ, hỏi chồng mọi sự. Dân Hùng liền kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho nàng nghe. Mỹ Lệ chợt nhớ lại tình huống này, giống như hai câu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Phổ Môn đã diễn tả. Niệm bỉ quan âm lực, tức thời khởi từ tâm. Đây có lẽ nhờ quy thần vĩ đại của Bồ Tát quan âm hiện linh cứu con cua. Sáng hôm sau, hai vợ chồng cùng ngồi vào xe hơi, Dân Hùng lái xe đem cua đi phóng sinh và mùa xuân cây cối xinh tươi các nhánh cây trổ chồi non lố nhố giống như những mầm sống mới bắt đầu xe dừng dưới một cội cây to mỹ lệ sách thùng đừng cua xuống xe hai người chuẩn bị thả nó xuống suối họ niệm danh hiệu bồ tát quán thế âm tùng chú đại bi và niệm phật a di đà khi con cua nghe niệm thánh hiệu phật bồ tát nó tỏ vẻ rất hớn hở Bây giờ, Mỹ Lệ và Dân Hùng mới phát hiện ra con cua này thật khả ái. Dân Hùng cũng nhận ra mình quá tàn độc vì đã ăn thịt biết bao nhiêu loài thủy tộc đáng thương. Bây giờ, nhờ thả con cua, mà chàng mới hiểu được, loài vật cũng có tình cảm, nhưng con người hàng ngày lại đem những loài vật đáng yêu này quay, nướng, chân, chim, thật là bớt nhẫn quá. Mỹ Lệ đặt thùng xuống. Con cua bò ra, đưa hai càng lên, bộ điều rất vui vẻ như bái chào từ biệt, giống như cảm tạ họ đã ban ân cứu mạng nó. Dân hùng nhìn thấy thái độ tri ân của con cua, lòng rất cảm động. Chàng âm thầm quyết định, kể từ hôm nay, sẽ trường trai cùng vợ. Mỹ Lệ có một cô em gái, thường cảm thấy lá phổi đau đớn. Sau đó cô đến bệnh viện kiểm tra và chụp x-quang bác sĩ nói là không có bệnh gì. Nhưng nhìn trên phim chụp lại thấy có hai cái lỗ to. Chẳng biết là thế nào. Sau đó em gái Mỹ Lệ sực nhớ tới hồi nhỏ. Cô thường chơi nghịch, ngắt bẻ cánh bọ rầy và chuồn chuồn. Lại còn chọc thủng hai lỗ trên thân chúng. Bây giờ, nhìn hai lỗ thủng trên phim X-Quang. Cô thấy giống y như hai lỗ thủng mà cô thường dùi trên thân thể chuồn chuồn. Mỹ Lệ có một người anh hai, lúc 30 tuổi, đột nhiên hai chân không thể cử động. Bác sĩ khám cũng không tìm ra nguyên nhân. Sao Mỹ Lệ tặng cho anh một cuốn kinh Bồ Tát Địa Tạng Vương? Anh đọc rồi, hiểu sâu và chợt nhớ. Hồi nhỏ, mình thường bẻ chân với mèn, chuồn chuồn, bọ ngựa và các con thú nhỏ khác. Do vậy mà giờ bị quả báo, hai khẳng không cử động. Đây chính là trong kinh Địa Tạng Vương có nói nếu tàn hại sinh vật thì bị quả báo tai ương thương tật mỹ lệ thấy chuyện nhân quả báo ứng của anh trai và em gái trong lòng thường nghĩ đến việc sát sinh chồng chất của mình không kể trong nhiều kiếp sinh tử luân hồi đã qua chỉ tính kiếp này thôi cũng đủ sợ vì lúc chưa biết phật pháp do ngu muội nàng đã sát sinh rất nhiều nên bây giờ nàng thầm lo chẳng biết bao giờ quả báo sẽ giáng xuống đầu mình bởi vì hồi trước Chồng nàng thích ăn mặn, ưa ừ sời đủ thứ thịt và hải sản, vì vậy mà nàng thường phải giết gà vịt, sát sinh đủ loài để làm chồng vui. Cổ nhân thường nói, quân tử lánh xa nhà bếp, ác là nguyên nhân này đây. Bởi vì trong bếp sát sanh rất nhiều, người quân tử không nỡ nhìn và nghe, cho nên không xuống bếp. Từ khi Mỹ Lệ hiểu Phật Pháp rồi, mới biết đến chuyện nhân quả trả vay báo ứng do tội sát sinh nên sau khi quy y phật không lâu thì nàng phát bệnh đi chữa chạy khắp hết các thầy thuốc đông y tây y toàn tỉnh mà bệnh vẫn không lành bạn bè dân hùng hay tin bỉ lệ bệnh sáng dịp chính phủ mở cửa cho phép dân đài loan sang thăm đại lục nên họ giới thiệu và khuyên vợ chồng dân hùng hãy qua đại lục trị bệnh thế là hai vợ chồng liền đáp phi cơ sang thái rồi từ đó bay sang Bắc Kinh. Ngồi trên phi cơ, hai vợ chồng dự tính là trước tiên họ sẽ đi thưởng ngoạn các danh lam thắng cảnh, ghé Thiên An Môn và tham quan cung điện hoàng đế rồi mới vào y viện Bắc Kinh trị bệnh sau. Phi cơ vừa đáp xuống sân bay Bắc Kinh, hai vợ chồng liền tìm một hướng dẫn viên thành phố để nhờ họ dẫn đến Thiên An Môn trước. Chính tại đây một chuyện kỳ lạ xảy ra quảng trường thiên an môn rất rộng lớn hai vợ chồng đi ngót hơn bốn tiếng đồng hồ đi đến hai chân mỏi nhừ sau đó mỹ lệ rời dân hùng tìm đến nhà vệ sinh công cộng lúc đi vào nhà xí nàng bỗng thấy một đốm sáng màu đỏ nhấp nháy xẹt qua trông rất kỳ quái và đáng sợ nàng nghĩ chắc là do mình hoa mắt đi vệ sinh xong nàng đem việc này kể cho dân hùng nghe Bị dân hùng la cho một trận Chàng nói Tại vì em cứ đồ đi hoài đi hoài Bây giờ á mệt đuối Đầu choáng dáng qua mắt Mới trông gà quá cuốc Chịnh đông ra tay như vậy thôi Nhưng lúc dân hùng đến nhà vệ sinh công cộng Vừa mở cửa nhà xí ra Thì đột nhiên Cũng thấy một đốm màu sáng đỏ lóe lên Lòng dân hùng thoáng giấy lên một chút sợ hãi Vì Chàng có cảm giác như Đang gặp phải một đối thủ khó kình trống hai người đi nhà xí xong thì đầu mỹ lệ chợt đau như muốn vỡ tung dân hùng và anh hướng dẫn viên đành hộ tống nàng về khách sạn mới đi được nửa đường thì thấy sắc mặt mỹ lệ càng lúc càng dợt nhà trên đường nàng cứ khóc mãi không thôi dân hùng đành đưa mỹ lệ đến y viện và bệnh viện bắc kinh các bác sĩ cho mỹ lệ uống thuốc và đàn ngủ thiếp đi hôm sau dân hùng vừa đến bệnh viện thì cô hộ lý kéo chàng qua một bên nói nhỏ ngô thiên sinh ơi mỹ lệ vợ của ông có thái độ rất kỳ ông hãy tự mình đi vào xem đi thì sẽ biết ngay dân hùng liền vào phòng thăm vợ thấy mỹ lệ nằm dài trên giường giọng nói nàng biến đổi rất lạ giống như là một người khác nàng nói ta là tỳ nữ tống triều ngày xưa hầu công chúa thăng hoa tiền thân lâm mỹ lệ chính là công chúa Thăng Hoa. Còn mi ngô dẫn hùng, tức là phò mã trong nạn kiếp xưa. Cựu chúa Thăng Hoa, nhân gì giết phu nhân Mỹ Loan, vợ trước của phò mã, nên đã giết luôn mười mấy người tỳ nữ biết chuyện để diệt khẩu. Nhóm quỷ dự chúng ta tìm kiếm công chúa Thăng Hoa đã rất lâu rồi. Hôm nay, cuối cùng các người cũng dẫn xác tới. Giờ thì chúng ta muốn đòi mạng ạ. À? phải bồi thường cho chúng ta hồn quỷ nói xong mỹ lệ bị hành đau đớn khóc to không dứt nhưng hùng nghe oan quỷ nói không kìm được run sợ nên phát rét chàng nghĩ nhất định hồi nãy cô hồ lý chắc đã nghe qua những lời nói lạ lùng này rồi chàng sợ đến muốn bỏ chạy nhưng vẫn ráng làm gan thù hết can đảm cố ra vẻ cứng cỏi nói tôi cầu xin các vị oan quỷ hãy tha cho vợ tôi một phen. Nếu các vị có yêu cầu gì, tôi đều đáp ứng hết. Chỉ xin các vị tha mạng cho vợ tôi thôi. Hồn quỷ nói. Không dễ gì tha thứ đâu. À, chúng ta chết quá thê thảm. Có nhiều người phải nhận lấy cái chết quan khuất không minh bạch. Mày bảo chúng ta tha cho á à được sao? Như thế, chẳng phải là quá dễ dàng cho ả. À. Mày có biết, chúng ta bị ả à, hại chết rồi bị đọa xuống địa ngục ở trong ngục những triệu trăm ngàn thống khổ không bao lâu mới từ đường ngục được thả ra nhóm chúng ta đọa vào cõi quỷ sống Dứt vưởng bơ vơ vô chủ chỉ biết đường theo gió lẫn quanh quẩn quanh thiên an môn giờ đã gặp thang qua chuyển thể thành mỹ lệ chúng ta đang tìm ả mà báo oán của kiếm trướng đây Dương Hùng Nghe quỷ thịnh nộ kể lễ Liền nói Tôi thấy cách này là tốt nhất Các vị đã rất thống khổ Hãy để tôi kêu Mỹ Lệ xuất tiền làm đám Và lễ tụng một bộ lương hoàng sám Để cầu siêu cho các vị Chỉ cần các vị chịu tha mạng cho Mỹ Lệ Nương vào công đức lương hoàng sám Các vị sẽ sớm siêu sinh thôi Quỷ nói Được, nếu hôm nay Không phải Mỹ nói tha thiết hết tình Thì chúng ta nhất quyết đòi mạng ạ à nhưng giờ đây mi đã hứa thì phải biết giữ lời nếu không chúng ta sẽ quay lại bắt ả báo thù thôi chúng ta đi đây giọng nói mỹ lệ đã trở lại bình thường như xưa nhưng nàng lại chìm vào hôn mê bất tỉnh dân hùng vừa kêu bác sĩ họ trị liệu xong mặt nàng mới dần dần khởi sắc mỹ lệ nằm viện suốt mười mấy ngày thân thể dần chuyển tốt suốt thời gian mỹ lệ nằm viện dân hùng một mực ở kề bên chăm sóc trong nôm tử tế nửa tháng sau bác sĩ cho mỹ lệ xuất viện thấy vợ lành mạnh rồi dân hùng bảo nghe nói ở bắc kinh có rất nhiều cổ vật các bạn anh nói nếu mà có đến đó thì ít nhất phải mua một thứ cổ vật đó đem về mỹ lệ xuất viện được ba ngày thì dân hùng đưa nàng đến gian hàng bán đồ cổ đây là một gian hàng đồ cổ nổi danh nhưng thêm một việc kỳ quái nữa phát sinh. Hai vợ chồng vừa đến nơi, thì nhân viên sốt sắng mời hai người thưởng ngoạn. Dân hùng ngắm các món đồ cổ xinh đẹp đang trưng bày la liệt, và cầm lên một cái chén sứ, còn đang xăm sôi. Thì chủ quầy vội nói, Trời ơi, tiên sinh thật có mắt tinh đời, đây là cái chén cũ long ngọc của hoàng đế Triều Minh, rất là quý hiếm, dùng để ăn cơm đó. Nếu ông ưa nó, thì tôi sẽ giảm chút giá cho bán rẻ cho ha Ờ à, lấy à, chỉ lấy bốn à, 440 đô thôi chịu không mỹ lệ đứng bên nghe vậy tức giận nói một cái chén nhỏ xíu mà tính giá như vậy là quá mắc ông chủ quán nè ông có tính lộn không vậy 440 đô trong khi công nhân á mỗi tháng ông chỉ trả có sáu bảy đô bộ ông nghĩ chúng tôi toàn là dân giàu không hả nên mới nói giá trên trời như vậy dân hùng nghe vợ ca cẩm cảm thấy nàng nói có lý chàng tiếp tục thưởng ngoạn các thứ khác. Cả hai cứ đi tới, đi tới mãi. Bỗng Mỹ Lệ nhìn thấy một đôi bình hoa rất đẹp, cao khoảng 25cm. Đột nhiên, nàng tỏ vẻ rất sợ hãi, giọng nói cũng thay đổi nghe rất lạ. Tôi không muốn xem mình hoa đâu. Tôi bị công chúa thăng Hoa dùng bình này đập vào đầu. Chảy máu rất là nhiều. Chảy mãi, chảy mãi cho tới chết. Một đời này của tôi, sợ nhất là thấy bình hoa tôi không muốn xem nữa tôi sợ lắm tôi sợ lắm nhanh lên nhanh lên mau đem mình qua dẹp đi đem ngay ra đi tôi không muốn thấy đó tôi không muốn nhìn thấy mình qua tôi không muốn nhìn thấy mình qua đáng sợ này bây giờ dân hùng mới biết là hồn quỷ ở trên thân mỹ lệ đang nói chàng không biết xử trí ra sao nhìn thấy mỹ lệ té xỉu chàng vội gọi điện kêu xe cấp cứu đưa vợ vào bệnh viện bác sĩ nói bà nhà mới xuất diện không bao lâu do bồi dưỡng chưa đủ lại thêm bị sốc cần phải nhập viện lại nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng tốt nhất ông nên đưa bà về nước vào bệnh viện lớn để cấp cứu dân hùng hết cách đành nghe theo bác sĩ lập tức đáp phi cơ về nước tụng kinh cầu cho oan quỷ về tới đài loan dân khùng tước tốc đưa mỹ lệ vào bệnh viện đại đại bác sĩ tìm không ra nguyên nhân hôn mê của mỹ lệ đành truyền nước biển hỗ trợ thêm cho nàng dân khùng nhìn thấy vợ ngày càng nguy kịch vội đi tìm sư phụ an ở ngôi chùa x và thỉnh tăng đi trong chùa đến trợ niệm vãng sinh cho mỹ lệ tụng hai ngày hai đêm nhưng mỹ lệ từ đầu đến cuối vẫn hôn mê không tỉnh Sư An thấy tình hình bỉ lệ như vậy Đành hỏi dân hùng Giờ ông qua đại lục Có phát sinh việc gì kỳ quái không? Nếu không Vì sao trợ niệm mãi Mà tình trạng vẫn không thay đổi Ông hãy ráng nhớ lại xem Dân hùng suy nghĩ rất lung Sau đó mới đem hết những chuyện xảy ra bên đại lục Nhất nhất kể ra hết Sư An lại hỏi dân hùng Vậy khi các vị quay về Không hề tụng lương hoàng sám để cầu siêu cho oan quỷ à Dân hùng lắc đầu đáp Không Trong thời gian vợ tôi nằm viện Tôi bận chăm sóc Không có thời gian để đến các chùa Mời thỉnh chư tăng tụng lương hoàng xám để giải quan cho quỷ Sư An nghe dân hùng nói vậy Liền bảo Vợ ông bệnh Nhất định là bị các oan gia trái chủ trong quá khứ đến đòi nợ Những oan gia này Là các hồn quỷ Mà hai vị đã gặp ở Đại Lục chắc chắn họ đã thọ khổ trong ba đường ác. Vợ chồng các vị nay đã biết tu tập. Vì vậy oan quỷ, đặc biệt tới đòi các vị hồi hướng công đức, và tụng kinh lương hoàng sám, cầu siêu cho họ. Do vậy, mà vợ ông vô phương giảng sanh. Tốt nhất là ông nên phát quyền siêu độ cho oan quỷ. Nếu không bác sĩ cũng bó tay, không thể nào chữa lành bệnh cho vợ ông. Dân hùng nghe nói, mắt rưng rưng lệ, suy nghĩ một hồi, chàng khấn vái những quan quỷ của chúng tôi ơi xin đừng có đòi mạng vợ tôi chỉ cần cô ấy không có chuyện gì xảy ra thân thể khang kiện rồi tôi nhất định sẽ thỉnh thầy chư tăng ni tụng một bộ kinh lương hoàng Xám cầu siêu cho chứ vị nhân hùng hứa xong đột nhiên thấy mỹ lệ cử động bắt đầu thở được sư an và các tu sĩ thấy bệnh mỹ lệ chuyển tốt bèn từ giả dân hùng quay về chùa mỹ lệ nằm viện suốt ba tháng dân hùng do bận rộn chăm sóc mỹ lệ đã gầy tộp người đi sau khi xuất viện mỹ lệ được dân hùng dìu về nhà nằm dưỡng không bao lâu sau thì nàng dần dần hồi phục mạnh khỏe để giúp họ thực hiện lời hứa với oan quỷ sư an tổ chức đại lễ tụng lương hoàng sám tại chùa trong đại lễ này ngoài dương hùng và vợ còn có em gái và anh trai mỹ lệ cũng đến tham dự toàn gia cùng tụng lương hoàng sám tiếng tụng vang vang trên hồi lương hoàng sám hoa tung bay tùng để sáng sống tôi diệt ngay xin quyền tương phùng cùng nhau trong pháp hội đại lễ sám hối khai mạc được hơn một giờ thì việc lạ xảy ra trên đầu mỹ lệ bỗng suốt mồ hôi lạnh to như hột đậu hạt hạt thi nhau rơi xuống nàng bị chóng mặt hoa mắt dân hùng nhìn thấy vợ thần sắc nhợt nhạt vội hỏi em làm sao vậy có chuyện gì vậy mỹ lệ không còn trụ vững nữa cũng chẳng thể trả lời mặt chuyển sang sắc đen dân hùng liền bảo em gái mỹ lệ trong mỹ lệ sắc mặt kém quá em hãy mau vào trong chùa xin chư tăng dành cho chúng ta một chỗ để cho mỹ lệ tạm nghỉ dưỡng có thể do mỹ lệ vừa mới ra viện không lâu lại phải tụng kinh sám lễ quá mệt em hãy mau thỉnh sư an đến anh e là sẽ xảy ra chuyện đó thôi anh đi dự mỹ lệ đi nghỉ trước đi em gái mỹ lệ vội đi mời sư an sư chỉ chỗ nghỉ ngơi cho mỹ lệ Mỹ Lệ vừa nằm xuống thì bắt đầu lăn lộn đau đớn trên giường. Dân Hùng và em gái Mỹ Lệ không biết làm sao, vội hỏi Sư An nên làm sao cho tốt. Sư đáp Căn cứ theo kinh thuyết, tụng lương hoàng sám có thể giúp dòng quỷ siêu thăng thiên giới. Nhưng nếu người có nghiệp chướng sâu nặng, hoặc kẻ đang bị oan quỷ đòi nợ mà tham dự pháp hội lương hoàng sám, thì sẽ phát bệnh hoặc nhức đầu, thân thể đau đớn. Dân Hùng lại hỏi Sư An Thưa thầy Vậy thì tình trạng của vợ con Bao giờ mới lành thầy Sư An lắc đầu nói Rất khó đoán Mỗi người đều có nghiệp chướng không giống nhau Vì vậy thời gian bệnh hành Cũng khác nhau Bao giờ bệnh cô và ông chuyện tốt Cũng không ai biết được Ngay lúc đó Mỹ lệ đau đớn rên to Âm thanh hải hùng vang trời vang đất Mọi người đành đứng nhìn bó tay hết cách không biết xử trí ra sao đột nhiên giọng mỹ lệ đổi khác thổ âm rất lạ giọng kể thảm thiết ta là mỹ loan phối ngẫu của phò mã chồng công chúa thân qua đời tông thân qua không những đạt chồng của ta còn giết ta chết thảm ta chết rất qua ngủ lòng đầy căm hận nên đã kêu quan trước điện Dương La Dương. diêm Dương, Dương rất thông cảm cho hoàn cảnh của ta. Dựng mất chồng lại bị giết hại, nên đã chấp nhận cho ta được phép tìm thân qua. Nay đã đầu thai thành Mỹ Lệ, đòi nợ báo quá. Này Lâm Mỹ Lệ, hãy đền mạng cho ta. Mọi người chứng kiến tại hiện trường, đều kinh sợ xương cốt phát rung. Đây chính là trong kinh từng nói, nhân duyên hội đủ, quả báo tới là phải trả. Sư An đành đứng ra khuyên. Nè Mỹ Loan, xin cô hãy bao dung, dơ cao đánh khẽ, tha cho Lâm Mỹ Lệ được toàn mạng. Bởi hiện nay Mỹ Lệ đã biết ăn chay tập tu, còn nguyện gì các vị tu một bộ lương hoàng sám cầu siêu. Hy vọng các vị có thể nương công đức này mà siêu thăng thiên giới không cần phải đi tìm cô ấy báo thù làm gì cho thêm phiền lụy cô hãy tha cho cô ấy đi có được không oan quỷ nói á à này trong kiếp trước lúc làm thăng hoa công chúa đã tạo ác giết người vô số lại thêm nhiều đời nhiều kiếp mê ăn thịt loài vật sát hại gà vịt cá heo vân vân tội ác quả à, tạo lớn như núi tu di đúng như trong kinh địa tạng từng nói tội kia quá to sâu như biển, làm chứng ngại thánh đạo. Vậy thì có lẽ nào, chỉ nhờ vào công đức tụng một bộ kinh lương hoàng sám nhỏ xíu, mà mong có thể chống đỡ, phủi hết mọi tội lỗi nặng nề hay sao? Sư A nghe, cảm thấy oan quỷ nói, rất đúng, dịu giọng khuyên. Đúng vậy, cô nói không sai. Tuy Mỹ Lệ tạo tội quan nghiệp rất lớn, nhưng mong cô nghĩ lại vì trong kinh điển cũng từng thuyết. Chỉ cần người có tâm ăn năn sám hối, chịu thành tâm sám hối, các nghiệp ác mình đã tạo từ các kiếp xa xưa, quyết tâm tu sửa hướng thiện, nỗ lực tu hành, biết tạo công đức, siêng tụng kinh điển, chuyên tâm trì chú hay niệm Phật Bồ Tát, nương nhờ oai lực chư Phật Bồ Tát mà có thể tội nặng được trả báo nhẹ." Quan Quỷ khóc nói: "Sư thầy lý luận như vậy thì mối hận thâm thù trong quá khứ của tôi suốt bao nhiêu năm cũng không còn cách gì báo oán à nếu vậy tôi chẳng cam tâm tôi nhất định phải báo thù sư an giải thích tôi không hề có ý nói như vậy để làm cô thiệt thòi xét tình hình hiện thời chính lòng căm hận thâm sâu đã lưu giữ cô ở mãi trong ba được ác như vậy rất là khổ khiến cô vô phương chuyện thế đầu thai bây giờ cù dân của cô là vợ chồng mỹ lệ đang rất hối cải họ đã biết tích đức tạo thiện trường trai chân thành tu hành sửa lỗi vì vậy xin cô hãy bao dung mở lòng tha thứ để tâm tư cô nhẹ nhàng và có thể thoát ra ba cõi để cô có thể hưởng được hạnh phúc an lạc mà cô đáng được hưởng cô không nên tìm họ đòi nợ nữa tôi khuyên cô hãy chuyển tâm hận thành tâm lành thị xã điều này sẽ đem lại hạnh phúc rất lớn cho cô vì tâm tốt chiêu cảnh tốt Bây giờ cô hãy siêng năng lui tới chùa tham dự các pháp hội, chịu khó nghe kinh tập tu và chấp nhận ban cho quan gia của cô một cơ hội tu hành, chuộc lỗi để họ tạo được công đức hồi hướng đến các vị, để các vị có thể chuyển thế đầu thai vào cõi lành. Chứ vậy chẳng phải sẽ tốt hơn rất nhiều sao? Tất cả do tâm tạo, chịu buông xả quán hận là các vị không còn phải ở trong ba đường ác chịu khổ. Cô có đồng ý không? Oan quỷ nghe sư an phân giải dịu giọng nói hôm nay nếu chẳng phải thầy thuyết có nghĩa có tình và hợp lý thì tôi nhất quyết không tha cho ạ này lâm mỹ lệ ngươi phải nhớ cho rõ nợ kia sau này ta sẽ tính nếu như ngươi không tu đàng hoàng lòng hối cải không chân thành ngươi phải làm thật nhiều thật nhiều công đức để hồi hướng cho tất cả quan quỷ chúng ta nếu không chúng ta sẽ đến hành tội tàn khốc. Giờ ta đi đây. Oan quỷ đi rồi, Mỹ lệ hồi phục như cũ. Nghỉ ngơi một chút, nàng cùng mọi người tiếp tục tụng lương hoàng sám. Pháp hội kết thúc, Mỹ lệ cũng dần dần hồi phục mạnh khỏe. Nửa năm trôi qua, một tối nọ, Mỹ lệ đang nằm trong phòng, đột nhiên nhìn thấy các con vật cả đời mình từng giết ăn như gà, vịt, cá, heo, vân vân. Chúng đồng tới đồi mạng, cấu xé nàng. Mỹ Lệ sợ quá, kêu thất thanh. Dân hùng thiết tình hình như thế, vội vàng, chạy đến điểm danh hiệu Phật và tùng chú vãng sinh. Lúc này, Mỹ Lệ bỗng dưng nhìn thấy một con cua to lớn mà vợ chồng nàng từng phóng sinh, chạy tới, ca ngăn khuyên lương, đám loài vật đừng đòi nợ. Mỹ Lệ lúc này đầu đau nhức như muốn vỡ tung nàng vội niệm phật Dân hùng cũng vội cầm mấy niệm vật đến hai người cứ niệm niệm theo mãi cả hai chẳng biết mình niệm được bao lâu cho đến khi họ thấy một đạo hào quang và hình ảnh đức phật a di đà cực lớn đang hiện thân tiếp dẫn vô số loài vật kia khi không còn thấy chúng nữa vợ chồng mới ngưng niệm Chuyện Mỹ Lệ và Dân Hùng đời trước từng làm công chúa phò mã được nhiều người biết nên đã kể lại và lưu truyền rộng rãi trong giới Phật giáo miền Bắc Đài Loan. Do vậy mà câu chuyện này được viết lên dựa theo đó, mong mọi người đọc xong đều thu được lợi ích. Lợi ích.